Vậy thực sự đây là ngày nay ngày nay mình video review event cứ lên tàu khác là ngày complete cho mơ ngày nay nè mà tham gia complete chơi chơi subscribe cho này mới phong tao lấy dân tâm ngày nay ok let's go ok lấy dân review của tao mà đang thấy mời làm review lấy mà vậy mình bông kiểu đại prang mình ní đại prang OCB anh ấy đã sau đó phụ exciter phụ ấy là nivea khang chấp răng thay hay mùi tiết đây nắng cứ đặt ban sau đó phụ xong là phải có thể đặt ban này phụ ấy là ní lẽ là vitamin ta mình sẽ hiện ấy vitamin mình sẽ hiện cái sau đó đặt đặt khang răng này tại phụ ní anh ấy vitamin cũ để sau vi sau đó đặt mặt khang miên mặt khang răng hay nâng mặt khang khang tiết cứ ông già chẳng mới tới vitamin một cụ à ní sẽ đáp đặt à phải hoạt sáng ấy với vitamin đang bị chảy hiện ngày này vì tại ní cụ hay một tiết cho mọi đáp răng ní cứ sạp đón răng lên bộ quả xa đây hay mùi à ní đón đón chẳng lập răng tiên nhà nắng mi mà chốt vía à ní đón đón vía đón vé nhà ní sẽ đáp chập mùi đông vía hay mùi tiết snap đây domino anh ấy sắp snap đây đi với đã ban từng exciter rider winner đã ban ở buổi bia phần này là mỗi đàn ấy tuần rồi còn ngay nhóm cả đã đây snap đây rồi chỉ ở chữ đây thì ngay ấy là bóng bóng tôi chất chỉ phải trái đàn ấy trời mong buổi bia ở rừng phơi chữ đại vì tuần rồi chi với đồng hành nhóm đại thì tiết nhóm năng thơ vị tổ tệ tổ mùi nhóm tờ làng bằng đại ní chứ môn tổ ở chữ tờ bằng nhóm chúc này tiết ok khai lấy ta nhận đồ ở khí ní bó ai xảy tờ khuyên vị đôi khí bằng môn cho người ta đại viết đôi khí của ấy là năng vị kháng bằng thằng prang vì ta tặng prang chẳng dừng ta anh đang tra gì lấy những đạn ban mà hiền ấy lấy nó sao mà chỉ hiền tiền thay mùi tiết mẹ mơ cạn nga lấy mấy bạn tạm mặt kháng cả hóm mặt kháng khám mày bố ấy để ta bê đại tinh máu kìm cho lòng lịch mơ tha viê khơi người đã không có áp được nế chứ mang ta viê mặt cu cả bất cứ viê mà chỉ hiến ngày mền mền mặt cu ấy về kháng bằng tha thường tì bê chăng tới chúng có tầm bà chất đặt mặt kháng khám mày mặt kháng cả hóm ok let's go. Hey, thằng này vì các bạn đã sao vì chụp sai nên đọc sai thân ok đọc bài này tuyệt rồi đã hai ấy từng pí hay này không ai khang đi cả hòm ok.